dự Duy Mạnh phát ngôn sốc về Trinh Tiết trong showbiz. Còn Trinh thì không đứa nào thèm chơi, mắng Lê Minh Sơn tâm thần. Trong khi cụ người mẫu chan chừng nói chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Sau phát ngôn, phổ mông như cách chào hỏi trong showbiz của Phạm Anh Khoa, dư luận ngỡ ngàng với câu nói của cụ người mẫu chan chừng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu. Phụ nữ gạ tình hay xàm sợ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm. Không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Trang Trừng bày tỏ. Theo lời Trang Trừng, những người mà khán giả vẫn gọi là nghệ sĩ thường có cách sống phóng khoáng, cởi mở hơn so với các quy chuẩn nguyên tắc chung của xã hội. Thế nhưng, Hoa hậu Hennie không đồng tình với phát ngôn của Trang Trừng khi bình luận vừa ngô nghê nhưng dễ thương. Dưới bài đăng về câu nói gây bạo của Trang Trừng, Hennie bình luận ngắn gọn, vậy em chưa vào showbiz nè. Qua đó, người đẹp AD đang nhằm gửi đi thông điệp mình vẫn còn chinh chắn. Phản ứng trước phát ngôn của Trang Trừng, nữ ca sĩ Miko Lan Trinh đăng status gửi đàn chị. Chị Trang Trừng, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn Trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ chị à. Em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn, nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp. Khi có fan hỏi về vấn đề nhạy cảm này, ca sĩ Duy Mạnh bình luận sốc chẳng kém Trang Trừng. Vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Hoặc nếu còn thì thế nào cũng bị bọn nó suối, bán cho mấy chàng đại gia lắm tiền. Lý do vì môi trường showbiz dành cho tiền bạc và danh vọng, chứ không phải nơi dành cho tình yêu và hạnh phúc. Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng hoặc sẽ bị gạ bán cho đại gia. Trong bài phỏng vấn mới đây, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gây tranh cãi khi nhận định những từ ngữ tầm thường như anh yêu em, ngất ngay, đắm say, con tim hao gầy được viết ra từ những con người tầm thường. Không chỉ đích danh ai, nhưng phát ngôn của huấn luyện viên Sinh Mai Son đã đụng chạm đến không ít nhạc sĩ trẻ và trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trước câu hỏi của fan rằng Lê Minh Sơn bảo nhạc sĩ mà viết câu anh yêu em là tầm thường, anh có suy nghĩ gì vì anh cũng là nhạc sĩ nhiều bài hit, Duy Mạnh không ngại trả lời, thằng đấy bị tâm thần, chấp với nó làm gì? Duy Mạnh mắng Lê Minh Sơn bị tâm thần.